Ghê lắm à? Nghi lắm đúng rồi, đúng rồi. Thì ông đi làm nữa là ít bong lắm anh à? Cho cái số thoát đi về từ số tính theo có vài đại lý rồi tiền tỷ rưỡi nhiều quá sao kéo đúng không? Từ trở về đã bác mà.